Em Đức Gà xin chào toàn thể bà con nhé. Hôm nay em Đức Gà sẽ chia sẻ cho bà con cái bệnh đầu đen ở trên gà. Hôm nay em chia sẻ chuyên sâu cho bà con nhé, cách phòng và cách chữa để cho bà con nắm bắt được cái bệnh đó để mình chăn nuôi tốt hơn. Thì điều đầu tiên, cái nguyên nhân gây bệnh của cái bệnh đầu đen này thì em cũng sẽ liệt kê chi tiết ra cho bà con. Thì em chia làm mấy giai đoạn. Giai đoạn đầu là nguyên nhân gây bệnh nhá. Thì bà con lưu ý, cái bệnh này nó do đơn bào Histomonas nó gây ra, ký sinh ở niêm mạc, manh tràng và gan, gây nên các bệnh tích điển hình tại đây. Bệnh xảy ra chủ yếu trên gà, gà tây nuôi chăn thả, bán chăn thả và một số loài chim. Bệnh thường xảy ra ở gà trên 2 tuần tuổi đến 4 tháng tuổi. Khi môi trường ô nhiễm, gà giai đoạn sinh sản nuôi chăn thả vẫn mắc bệnh bình thường nhé bà con nhé. Đó, thì để bà con nắm được những cái triệu chứng thì để em nêu luôn ra cái ý thứ hai là cái vấn đề triệu chứng. Triệu chứng bệnh tích, thể cấp tính, gà sốt cao, chết nhanh trong vòng 1 đến 2 ngày, chưa có triệu chứng điển hình. Thông thường gà mắc bệnh ủ rũ, sốt cao, lúc đầu vào cánh, đứng trụng một chỗ, còn nắng ấm, phân sáp vàng, sáp đen hoặc giống gạch cua, mắt hõm sâu, cuống mắt xanh tím và lan lên đầu, đầu gà bị đen, đổ màu. Đó. Còn bệnh tích ở gan để cho bà con dễ nhận biết nhất, là đặc trưng nhất là gan sưng to và xuất hiện những vết hoại tử hình tròn. Bà con nhìn nó như bông hoa cúc ấy. Đó, đấy là những cái biểu hiện dễ nhận biết nhất. Bà con mổ hốn gà ra, có thể là bà con quan sát cái lá gan. Bà con nhìn ở những cái cuồng gan nó có viền hoặc nó bị lấm chấm. Khi nó mới phát bệnh thì nó chỉ lấm chấm như cây kim thôi. Bà con phải để ý là tinh mới nhìn thấy được. Còn khi nó đã phát to rồi, nó sẽ như cái đầu đũa và thậm chí còn to như cái ngón tay. Nếu với gà đã bị ở thể nặng rồi. Còn cái để nhận biết thứ hai là bệnh tích ở manh tràng. Manh tràng sưng to, thành luật tăng sinh dày, gồ ghề, chất chứa bên trong có dạng cứng chắc, người ta gọi là kén ruột đấy ạ. Màu trắng tạo khối như kén, do đó tên gọi là bệnh kén ruột. Đôi khi kén ruột xuất hiện trên manh tràng và ruột ra. Đấy là cái dấu hiệu thứ hai để bà con nhận biết được nhá. Còn những cái bệnh này thì bà con nắm bắt được thì nó rất là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Cái cách điều trị ấy, thì để em chia sẻ luôn với bà con. Để điều trị bệnh thì bà con quan tâm đến cho em là hai cái vấn đề. Bà con phải cách ly được gà, ví dụ như trong cái thời tiết mà mưa gió thì bà con phải cách ly được, không cho gà đi ra ngoài trời mưa uống nước bẩn. Đó. Cái vấn đề thứ hai là cái cách dùng thuốc. Dùng thuốc thì bà con có thể là dùng Flor, dùng Sunfa. Đó. Thì bà con dùng Sunfa nó có cái ưu và cái nhược, là cái ưu điểm của nó là nó khỏi được bệnh, nhưng mà cái nhược điểm của nó thì tương đối là nhiều. Nó dẫn đến con gà nó bị trùn màu, chậm phát triển. Và con gà mà sử dụng thuốc trong thời gian kéo dài thì con gà nó sẽ bị không phát triển được cái hình dáng. Như kiểu cái màu là không phát triển được, nó sẽ bị trùn lại. Kiểu gà to, bà con gà mà 3-4 tháng không may mà bị bà con cho uống nhiều Sunfa vào, cái màu nó sẽ sập xuống và nó trùn lại. Sau này nó sẽ không phát triển lên lại được nữa. Đấy là cái nhược điểm lớn nhất của cái thuốc Sunfa. Thì bà con có thể thay thế cái Sunfa đấy bằng cái thuốc này. Để em chia sẻ luôn với bà con để cho bà con dễ hiểu. Đây, bà con có thể ra quầy thuốc của người, bà con mua cho em cái gói thuốc như thế này. Đó. Cái này thì bà con gọi nó là Kalion, đi ra hiệu thuốc hỏi mua thuốc Kalion thì cái liều dùng và cái cách dùng thì bà con cứ chia cho em theo thể trọng. Cứ một người lớn như kiểu là người là 2 viên trên 50 cân thể trọng. Thì bà con chia cho gà cũng vậy cho em. Thì cứ 2 viên trên 50kg thể trọng của gà. Thì ví dụ như bà con có 1 tấn gà thì bà con sẽ phải dùng một lần cho uống là 40 viên như thế này. Đó. Thì một vỉ thuốc như thế này là 10 viên. Có giá thành rất là rẻ, nó chỉ vài nghìn đồng thôi. Bà con dùng hết
cái liệu trình thuốc để cho cái gà khỏi bệnh đầu đen này nó chỉ mất đến vài chục nghìn của bà con thôi, nên nó rất là rẻ và kinh tế, cái hiệu quả nó mang lại thì tương đối là cao. Nó những cái bệnh này thì bà con nắm được cái quy trình của nó thì nó chữa rất là đơn giản, nhưng mà bà con không nắm được thì nó đem lại cho bà con những sự thất thoát tương đối là lớn. Còn chi tiết về cái vấn đề phòng bệnh thì bà con nên thực hiện tốt cái vấn đề vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo thời gian chống chuồng. Sau mỗi đàn gà bị bệnh ấy thì bà con phải cách ly cho em khoảng độ 30 ngày và bà con thường xuyên rắc vôi bột và xử lý bằng thuốc khử trùng. Xong rồi bà con mới tiếp tục vào gà tiếp để cho nó hết cái thời gian cách ly. Nhưng cái con dịch bệnh còn lại nó được xử lý hết, dứt điểm thì bà con vào gà mới nó sẽ yên tâm hơn. Còn vấn đề dẫn đến cái đầu đen này thì bà con nên tẩy giun thường xuyên cho em, định kỳ, như kiểu là 1 tháng 1 lần. Thì cái đấy là nó rất là đơn giản nhưng mà rất là nhiều bà con chăn nuôi không tẩy giun cho gà. Thì nó thường dẫn đến những cái bệnh ký sinh và những cái bệnh đường ruột liên quan đến cả đầu đen. Còn rất là nhiều những cái bệnh khác nữa. Thì em sẽ tổng hợp từng giai đoạn bệnh và từng loại bệnh vào mỗi một cái video của em để cho bà con tiện nắm bắt hơn. Đó, bà con cũng có thể là sử dụng cái sunfat đồng bà con cho uống thêm. Ví dụ như là 1 tháng thì bà con nên cho uống 1 lần. Thì 2g trên 10 lít nước bà con pha cho uống, nó sẽ giảm được rất là nhiều cái bệnh đầu đen này. Bệnh này bà con mà am hiểu về nó một chút thì nó rất là đơn giản, không có một cái gì khó khăn cả. Đó, như cái thuốc em vừa chia sẻ cho bà con là những cái thuốc nó là chữa mẹo, chữa bằng thuốc Tây, nhưng mà em chỉ áp dụng được duy nhất với cái bệnh đầu đen này thôi. Còn những cái bệnh khác thì mình nên dùng thuốc trong thú y. Bệnh này thì nó dẫn đến gà chết rất là nhanh mà nó không có những cái dấu hiệu rõ ràng cụ thể để cho bà con nhận biết được đâu. Chủ yếu là bà con thấy gà chết, bà con phải mổ ra. Điều đầu tiên bà con chăn nuôi khi thấy gà chết là bà con phải mổ ra để bà con thăm khám xem nó có những cái triệu chứng gì lạ để bà con đưa ra những cái quyết định mình dùng thuốc sẽ hợp lý hơn. Chứ rất là nhiều bà con cũng trao đổi với em, cũng chia sẻ với em là người ta chỉ hỏi chung chung thôi là gà bị triệu chứng như thế này. Thì nó rất là nhiều cái triệu chứng, như bà con hình dung ngày xưa các cụ nhà mình gọi là gà dây và gà rồ. Đó, thế nhưng mà trong tên của bệnh thì không có bệnh gà dây, gà rồ, mà chủ yếu là sao con gà nó dẫn đến chậm chạp thì các cụ nhà mình ngày xưa gọi là gà rồ. Thì bà con phải phân biệt được cho em là tất cả các loại bệnh nó đều dẫn đến con gà nó bị rồ, nó chậm chạp, nó có thể là rúc đầu vào cánh, thậm chí bỏ ăn, nó đứng cứ đứng một chỗ thôi, nên là người ta gọi nó là gà rồ, nhưng bà con phải loại trừ được. Bà con phải bóc tách được là trong con gà nó đang bị bệnh gì. Đó, tất cả các loại bệnh của gà nó đều dẫn đến con gà nó bị rồ. Như em cũng xem ở trên rất là nhiều những cái hội nhóm ở trên Facebook, ở trên Zalo, thì người ta chia sẻ là có những cái loại thuốc mà chỉ cần một gói bà con chăn nuôi gà không bao giờ sợ bị gà toi, gà rồ, gà dây. Thì em khẳng định với bà con luôn là những cái loại thuốc đấy không bao giờ tồn tại và không có bà con nhé. Đến mình chăn nuôi mình bóc tách được ra những cái loại bệnh nó đã là khó khăn rồi, chứ không có một cái loại thuốc gì mà nó tổng hợp được tất cả các loại bệnh để nó chữa được bệnh gọi là gà rồ đâu ạ. Cái gà rồ đấy thì nó phân ra nhiều giai đoạn mà nó phân ra rất là nhiều cái đầu bệnh. Bà con gà bị hen, E. coli cũng dẫn đến gà rồ này, bị đầu đen dẫn đến gà rồ này, bị Gumboro cũng dẫn đến gà rồ, và bị không may gà bị cúm H5 thì nó cũng vẫn là gà rồ. Hoặc bà con mới tiêm vaccine xong gà bị sốc phản vệ thì nó cũng dẫn đến gà rồ. Đó, thì bà con hiểu được con gà nó rồ là nó đang có bệnh ở trong người rồi. Bà con cần phải mổ hoặc là cần phải thăm khám chuyên sâu để bà con bóc tách được ra những cái loại bệnh của nó. Bà con chỉ cần bóc tách được ra bệnh của nó rồi thì bà con đưa thuốc vào nó rất là hiệu quả, chữa nó rất là nhanh. Đó, tại sao em bán thuốc cho bà con, em thường lấy những cái tư liệu của bà con rất là nhiều, và khi nào phải chắc chắn và em nắm chắc được những cái đầu bệnh rồi thì em mới đưa thuốc ra cho bà con. Trên cái phác đồ của cái liệu trình của em thì chắc chắn là nó sẽ khỏi được như em cam kết. Đó, còn những cái đàn mà bà con không cung cấp cái tư liệu rõ ràng rành mạch thì
em cũng rất là xin lỗi không thể giúp đỡ được bà con, không thể chia sẻ được thuốc tới bà con. Gà em nuôi thì gối nhau liên tục, cứ đàn ra đàn vào, đàn ra đàn vào, nhưng mà cái tỷ lệ bị bệnh của em thì nó cũng tương đối là nhiều, chứ nó cũng không giảm tránh. Nhưng chẳng qua là em nắm được cái kỹ thuật nên em biết thời điểm nào mình phòng tránh những cái gì, trong cái quy trình là mưa gió hay là thời tiết nó thay đổi là mình phòng những cái loại gì đó, nó chỉ như vậy thôi. Chứ gà em nuôi thậm chí nó còn mắc nhiều bệnh hơn gà bà con nuôi rất là nhiều, vì cái mật độ em nuôi rất là dày, rất là nhiều bà con cũng có chia sẻ với em là chăn nuôi nó rất là đơn giản, nhưng mà đơn giản với bà con nằm ở trong những cái con số 50 con đến 100 con thôi. Đó, đấy là đạt những cái yếu tố may mắn thì bà con có thể là phát biểu ra những cái câu chăn nuôi nó dễ, nó nhàn. Mà đối với em thì bọn em biết, bọn em am hiểu về nó, em cũng phải chia sẻ thẳng thật với bà con là nó cũng không hề nhàn, nó không hề đơn giản đâu. Nó nhàn so với những cái công việc khác, so với việc tay chân thì nó là nhàn, nhưng mà so với cái kỹ thuật mình bỏ ra, cái chất xám để mình nghiên cứu về nó thì thực ra nó cũng không đơn giản một chút nào cả. Đó thì em coi như đấy là vất vả để có được một cái đàn gà đẹp, một cái đàn gà ưng ý của mình bán ra thị trường luôn luôn được cái giá cao đó, không bị thương lái họ dìm giá, thì mình cũng phải đầu tư những cái công sức, những cái tâm huyết của mình. Tại sao gà của em thường thường bị bệnh, em chia sẻ hoàn toàn tới bà con, từ cái cách chữa cho đến cái khẳng định của em là bao nhiêu ngày gà khỏi, thì chắc chắn là nó cũng sẽ không vượt qua cái con số của em đưa ra. Đó, thì bà con xem video của em nhớ đăng ký kênh để nhận những cái thông báo, những cái video sớm nhất của em. Tới đây thì em cũng sẽ sắp xếp lại những cái thời gian của mình, em chia sẻ cho bà con từng những cái loại bệnh và những cái cách chữa nó đơn giản nhất, nó đỡ tốn kém cho bà con nhất. Những cái bà con ở xa mà không có điều kiện để mà mình tiếp cận với những cái loại thuốc nó tốt thì bà con liên hệ với em, em cũng sẽ cung cấp thuốc và đưa ra cho bà con những cái phác đồ, ví dụ như ở nơi bà con những cái loại thuốc gì dùng được và những cái loại gì bà con nên không dùng thì em cũng sẽ chia sẻ với bà con. Đó, có nhiều nơi người ta chăn nuôi ít thì những cái loại thuốc tốt, thuốc đắt tiền thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ họ nhập về. Họ chỉ bán cho bà con những cái loại thuốc chung chung thôi, nó cũng không mang lại được những cái tác dụng nó triệt để. Tại sao như ở khu vực chỗ em thì tất cả các loại bệnh nó đều có những cái loại thuốc đặc trị, ví dụ hen thì có đặc trị hen đó, đường ruột có đặc trị đường ruột, và những cái bệnh đầu đen này có đặc trị đầu đen. Thế nhưng mà cái bệnh đầu đen này thì đa phần những cái thành phần chính của nó là nằm ở trong hết những cái gói thuốc như nãy em chia sẻ với bà con rồi, ở trong cái kali ông đấy, nó gần như là thành phần chính để triệt để được cái bệnh này rồi, nên bà con cứ yên tâm sử dụng. Chứ thường thường 1.000 gà mà bị đầu đen bà con chữa bằng sunfa thì nó sẽ phải mất đến vài triệu tiền thuốc, mà nó lại mang đến tầm ảnh hưởng đến con gà, nó chậm phát triển hơn và nó sẽ bị biến dạng con gà, nên bà con lưu ý. Cái thuốc này thì hết một cái liệu trình để bà con chữa được 1.000 gà nó chỉ hết vài chục nghìn cho đến vài trăm nghìn thôi, nên là bà con cứ yên tâm mà sử dụng. Trang trại bọn em sử dụng rất là nhiều năm nay rồi, có những cái hiệu quả tích cực và nó không có những cái dấu hiệu tiêu cực đem lại thì em mới chia sẻ với bà con. Đó, bà con nhìn thấy gà rất là nhanh nhẹn, em thả vườn ra rồi. Thả ra vườn được hơn một tuần rồi, gà của em đã quen hết vườn. Đó, tỷ lệ gà kém của em thì gần như là không có. Cái này nó không dựa theo yếu tố may mắn bà con ạ, vì bà con có theo dõi kênh của em từ lâu thì bà con cũng sẽ hiểu, em nuôi cũng rất là nhiều gà. Trên kênh của em thì em chia sẻ gần như là có đàn gà nào em nuôi em cũng đều chia sẻ tới bà con.
thì nếu mà có gà kém hay là em nuôi không thành công thì nó đã thể hiện ra rồi. Vì em nuôi em chia sẻ tới bà con những cái hiểu biết của mình để cho bà con có thể là làm cùng em. Em cũng chia sẻ cho rất là nhiều người thành công trên cái con đường chăn nuôi này rồi. Chủ yếu là chỉ có đợi về cái vấn đề thời giá. Nên bà con được cái mất thì bà con phải quan tâm đến cái vấn đề là thời giá. Có thể là bà con nuôi tốt mà gặp giá nó không tốt thì vẫn là thua lỗ. Nên là bà con phải cân nhắc rõ ràng trước khi mình bước chân vào mình làm một cái việc gì đó. Rồi, em cũng xin phép được chia sẻ với bà con như vậy. Để em xin phép được dừng video ở đây. Bà con xem video thấy hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ giúp của kênh em phát triển hơn, được tiếp cận đến nhiều bà con hơn nữa. Em cảm ơn bà con rất là nhiều. Xin chào toàn thể bà con.